cứ đến thứ bảy và chủ nhật. Bắt đầu từ 5 giờ sáng là dọc đường qua phà Bình Khánh hay hướng Roi Lầu, lại nườm nượp dân câu đổ về Lý Nhơn hay Cần Giờ để câu cá đầm, thư giãn cuối tuần. Trong các loại hình câu cá, câu đầm được rất nhiều người quan tâm. Có lẽ vì chủ động về thời gian, đi về trong ngày, phong cảnh thiên nhiên lại bình dị, mang hơi hướng đồng quê, cá thì nhiều và đa dạng. Đi câu đầm được cái là mỗi câu cũng không phải chuẩn bị trước. Chỉ cần mang theo 1-2 cây cần tay dài 4-5 mét, ghé chợ Bàm Sát mua mấy lạng tôm chết, băng qua những con đường đất vòng vèo là có thể tha hồ câu kéo cả ngày. Cá đầm không phải ngày nào cũng dễ câu. Chúng ăn theo con nước, nên câu đầm thường là chọn vào những ngày nước lớn. Những ngày này, chúng ăn mồi cả khi đầm xả nước và lấy nước. Thường thì chúng ăn mạnh nhất là khi nước bắt đầu chảy nhẹ vào đầm. Thời điểm này, họ hàng nhà cá rủ nhau ra cống đón dòng nước để kiếm thức ăn. Đây là thời điểm tuyệt vời nhất để thả câu. Đảm bảo với bạn là dù đã biết câu hay chỉ là tay ngang, bạn cũng có thể câu được cá, vì cá đầm thường rất nhiều và đủ các loại. Hay gặp nhất có lẽ là bống, măng, phi, chẽm, cháp. Câu đầm thì một vật dụng không thể thiếu đó là thùng nước đá. Ngoài tác dụng giữ nước uống luôn lạnh hay đựng mồi câu, thì chức năng chính là đựng cá câu để giữ cho cá thật tươi. Khi nước ngoài sông lớn hẳn, đầm dừng lấy nước cũng là lúc cá tản ra khắp đầm. Đó là lý do bạn thấy chúng chậm ăn. Đi câu đầm nhớ chuẩn bị ít đồ nấu canh chua để lúc này thưởng thức ngay trong đầm với đám cá vừa câu được các bạn nhé. Cá đầm tươi, nấu canh chua thì ngon tê tái, thưởng thức một lần là sẽ nhớ mãi.
Bống cát là loại cá ngon, có giá trị kinh tế cao nên rất nhiều người thích câu con cá này. Ngày bé, mỗi khi được nghỉ học là ba lại chở tôi đi câu. Vui nhất là những bữa gia đình Vũ câu cá bống. Có lẽ cũng vì thế mà bây giờ tôi hay chở theo con gái mỗi khi có điều kiện để bé được hòa mình vào thiên nhiên, có những trải nghiệm tốt hơn về con người và cuộc sống. Chắc ai cũng đã từng một lần được thưởng thức món cá bống kho tiêu trong niêu đất. Nhưng thường chỉ là những chú cá bống danh bé xíu. Cá bống trong đầm thì khác hẳn, chúng rất to nên thịt ngon hơn nhiều và câu cũng khá là cảm giác. Câu cá bống thì vị trí tốt nhất là ngồi ngay hai bên miệng cống vì chúng thường tập trung ở đây. Câu bống cát thì không phải chờ con nước, nhưng hiệu quả nhất thì vẫn là những ngày nước lớn, đầm xả nước để lấy nước mới. Khi nước ngoài sông bắt đầu chảy vào đầm là lúc chúng ăn mồi mạnh nhất, nên phải tập trung và thao tác cho nhanh, thay cái lưỡi to, mắc miếng tôm lớn hơn, chờ cái phao nhấp nhấp rồi hụp xuống là giật. Miệng bống cát rất lớn nên phải thay lưỡi to để lúc gỡ cá cho nhanh. Nếu không bạn sẽ loay hoay với những con cá đã nuốt luôn cả cái lưỡi, làm giảm năng suất. Chờ một lúc mà không thấy chúng ăn nữa thì phải nhấp nhấp miếng mồi hay kéo nhẹ nhẹ để chúng tiếp tục cắn câu. Những ngày không lấy nước thì phải vất vả hơn, loanh quanh cửa cống hay ven bờ đầm, thả mồi xuống rồi nhấp nhấp nhịp nhàng. Câu kiểu này thì không cần phao, tụi cá bống thấy mồi là lao ra chụp, bạn sẽ cảm nhận được ngay khi cái đầu cần giật giật. Cá bống không chịu ăn thì thôi, chứ lúc chúng đã ăn thì bạn yên tâm, giật lên chỉ toàn là bống và bống. Chúng nằm đầy phía dưới, mồi thả xuống, cá khác chưa kịp ăn thì đã nằm gọn trong cái miệng to đùng của chúng. Cá ăn mạnh mà trời đổ mưa thì với dân câu có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì. Chùm kéo mưa là xong, nếu có ướt thì chút nữa nắng lên là đâu lại vào đó. Chiều xuống, kiếm chỗ mát mẻ ngay cạnh lều, trải cái chiếu nhỏ, nướng vài con cá, kêu thêm thùng bia, thế là mấy anh em cùng với chủ đầm có thể giao lưu. Các chủ đầm thường là họ rất hiền lành, dễ dãi, đặc biệt mến khách. Tất nhiên, khách phải ra khách, nếu không thì họ sẽ cấm không bao giờ cho bạn vào câu nữa. Cũng là tại vì một số bác xin vào câu nhưng lại tranh thủ câu vài chú cua hay tôm sú của họ. Cá chốt là con cá mà ít người muốn gặp nhất mỗi khi đi câu đầm. Phần thì vì nó bé lại có mấy cái ngạnh độc rất khó chịu. Gỡ cá không cẩn thận mà để chúng đâm vào tay thì cũng rắc rối đấy. Vừa chảy máu lại vừa nhức đến vài tiếng đồng hồ hay là thậm chí đến cả ngày.
lâu hay mau còn tùy cơ địa của từng người. Ấy là nói vậy thôi, trước khi gặp ổ cá chốt trứng, cứ thả xuống là kéo lên thì có khi lại mê tít. Cũng đã lâu lắm rồi mới thấy cá chốt cắn câu nhiều như vậy. Cứ thả mồi xuống là kéo lên. Anh bạn cùng cơ quan ngồi một lúc kéo lên cả đống. Nhìn nét mặt thì chắc là mê phải biết. Ngày trước cá chốt được coi là món ăn của nhà nghèo. Nghe đâu cách đây chừng vài chục năm, cá chốt nhiều đến nỗi khi muốn ăn chỉ cần lấy chài ra sông quăng một lát thì sẽ tha hồ mà bẻ ngạnh. Ngày nay cá chốt lại trở thành đặc sản, không phải vì muốn thưởng thức là được ăn. Có nhiều loại cá chốt như chốt giấy, chốt đen, chốt vàng. Trong đó thịt cá chốt vàng là thơm và béo nhất. Cá chốt tuy nhỏ nhưng bù lại chúng thường sống quần tụ theo bầy và thích nghi được cả trong môi trường nước ngọt và nước lợ. Vì vậy, chúng có mặt khắp nơi, trong đầm, ngoài sông, trong các kênh rạch dẫn nước. Cứ vào mùa mưa, mùa sinh sản của chúng, 10 con thì có đến 8 con đang ôm đầy bụng trứng. Câu cá chốt thì ngày nào câu cũng được. Mồi câu tốt nhất vẫn là trứng kiến vàng, nhưng nếu không có thì mồi tôm chết khắt nhỏ chúng cũng ăn như điên. Bạn hãy cứ tưởng tượng ngồi một chỗ cắt sẵn mồi, móc vào thả xuống nhấc lên là được một chú cá chốt thì không mê mới là lạ. Nếu chúng ăn dày thì nên theo thẻo câu hai lưỡi để mỗi lần nhấc lên cho cả hai con tăng năng suất. Câu cá chốt nên câu bằng lưỡi nhỏ sẽ hiệu quả hơn, do chúng hay rỉa mồi. Khi mắc mồi cũng nên mắc vừa kín lưỡi để cá dễ dính câu. Những chú cá chốt to bằng ngón chân cái bỏ đầu nấu canh chua hay kho sả ớt, cho thêm tóc mỡ là ngon hết biết. Câu cá cũng có lẽ là thú vui dân dã, lành mạnh nhất. Sau một tuần bận rộn, những lo toan, được về với thiên nhiên thì thật không có gì tao nhã và bổ ích hơn. Nếu không may đi câu đầm vào những ngày nước kém, bạn cũng đừng quá lo lắng. Khi cá không ăn mồi thì đã có tôm càng xanh, mà tôm to nữa là khác. Bạn cũng khá bất ngờ khi thả câu trong đầm mà lại kéo lên chú tôm càng to bự chạc, chẳng kém gì tôm lớn ngoài sông. Nhưng tôm càng xanh thì không phải đầm nào cũng có. Chính vì vậy, khi câu được tôm càng xanh trong đầm, bạn phải ghi nhớ lại để dành cho những hôm nước chết lại ghé thăm. Câu tôm càng xanh trong đầm thì bạn phải được sự đồng ý của chủ đầm, vì tôm càng xanh hiện có giá trị kinh tế rất cao. Ngoài nguồn tôm tự nhiên từ sông theo nước vào trong đầm thì nhiều chủ đầm cũng thả thêm tôm càng xanh vào mùa mưa khi mà độ mặn của nước trong đầm giảm rõ rệt. Một điều nữa, đó là nếu đã định câu tôm càng xanh thì phải nhớ mua thêm mấy hộp hà đỏ, món ăn ưa thích của tôm càng xanh. Khi thả câu, nếu bạn thấy cái phao không nhấp nhấp rồi mất hút như thường lệ mà lại đưa đưa, đó là tôm càng xanh đang ăn mồi đấy. Nhớ là đừng giật, chỉ việc nhấc cần lên sao cho thật căng dây là tôm sẽ dính lưỡi. Còn
nếu bạn giật mạnh thì sẽ chẳng thấy gì. Khi thấy tôm càng xanh cắn câu thì nên đổi thảo câu với dây, mảnh và lưỡi nhỏ. Cắt con hà thành từng khúc, mắc sao cho thật kín lưỡi để tôm đỡ nhát mồi là được. Câu tôm càng xanh trong đầm thì đơn giản và dễ hơn câu ngoài sông rất nhiều. Trong đầm khi cá đã không ăn mồi thì thường chỉ là còn có tôm, thậm chí là cả cua hay những chú tôm sú rất to. Nếu câu được chúng, bạn hãy nhớ là phải trả lại chủ đầm đấy. Nếu không thì hôm đó rất có thể là chuyến câu cuối cùng của bạn tại đó. Với mồi hà đỏ, nếu vô đúng đầm thì chắc chắn hôm đó bạn sẽ có thu hoạch thật bất ngờ, thậm chí là ngoài mong đợi. Tôm càng xanh trong đầm cũng rất ngon bởi chúng phát triển tự nhiên chứ không được nuôi bằng thức ăn công nghiệp. Vậy là dù đi câu vào những ngày nước kém thì cuối cùng bạn vẫn có một nồi lẩu tôm càng thơm ngon, hấp dẫn để ngồi cùng bạn bè trong buổi chiều cuối tuần thư thái. Cũng cần phải nói thêm, môn câu nào cũng có cái vất vả của nó. Câu đầm ngày nắng thì cháy da, nhưng còn đỡ hơn nhiều khi trời mưa. Nhất là khi chiều xuống, thấy mây đen kéo đến thì tốt nhất là nhanh chóng thu dọn đồ nghề để chạy ra ngoài. Đừng ham câu, nếu không bạn sẽ vô cùng hối hận khi không thể ra khỏi đầm vì đường đất lầy lội và trơn trượt.